Câu chuyện âm binh. Đơn vị tôi là một đơn vị cảnh sát trẻ đóng quân tại một vùng đồi núi phía Bắc. Hơn một năm ở đây đã nhiều lần chứng kiến những vụ việc kỳ lạ liên quan đến ma quỷ xuất hiện lẻ tẻ, để lại những sự sợ hãi mơ hồ trong mỗi con người đang công tác tại đây. Là một đơn vị nhà nước, chẳng ai chấp nhận việc ma quỷ hay gì đó tồn tại trong lực lượng và đơn vị tôi. Nhưng sau vụ việc sau đây thì chúng tôi đã tin và mơ hồ có một thế lực nào đó vô cùng mạnh đang bủa vây đơn vị này. Không dài dòng nữa, tôi xin kể ngay sau đây. Đơn vị tôi khoảng 300 người, gồm nhiều quê khác nhau ăn ở tập thể. Chiều qua, lúc tôi cùng mấy anh em ngồi với nhau dưới bờ ao đơn vị, bỗng một cậu kêu mệt và khó thở. Cậu này đã nhiều lần nhìn thấy vong lảng vảng ở đơn vị đêm và thường kể cho chúng tôi nghe. Cả bọn tưởng mệt nên dìu về phòng thì cậu ta bảo: "Các anh đưa em lên phòng nhanh lên, có người mặc áo đen dẫn theo một đống người đang đi vào cổng bắt em." Cả bọn không hiểu gì nhưng dìu cậu ta lên tầng 3 nơi phòng ở. Xin phép gọi là cậu N cho nhanh. Vừa lên đến phòng, N trợn mắt dãy rủa kêu lên, tay vắt ngược ra sau. Thấy thế chúng tôi đặt N lên giường nằm, thì lúc này N lẻ lưỡi trợn mắt, chân tay khua khoắng giật liên hồi. Tưởng bị trúng gió, mấy người ấn nhân trung thoa dầu khắp người, nhưng N vẫn giật và mồm bắt đầu lẩm bẩm những gì không ai nghe rõ. Bỗng N ngồi phắt dậy, mắt trợn trừng, đầu tự đập vào tường cái bốp. Cả đống người trợn tròn mắt, không ai hiểu gì. N lại tiếp tục đập đầu vào tường phát nữa. Lúc này cả bọn xuống vào, bốn người ghì chân tay để xuống giường. Mặt N lúc này xanh lét, cười lên the thé chói tai, mà nhìn ánh mắt này thì không còn là nó nữa. Nó kêu gào vô cùng ghê rợn, làm cả đơn vị thức giấc chạy lên. Trên giường lúc này, N lưỡi thè dài quá cằm, mắt trợn toàn lòng trắng và cười lên he he. Giữa trưa mà tôi thấy lạnh nổi gai ở người, mấy anh em sợ quá chẳng biết phải làm sao thì một chỉ huy lên. Ở đây vốn không tin ma quỷ, ông ý bảo chắc uống rượu vào nát nên không quan tâm. Chúng tôi liền chia nhau chạy đi tìm tỏi và bẻ roi dâu tằm về, vì đơn giản biết gì thì làm nấy. Nói vậy xong, mấy anh em chạy đi một lát rồi về. Nó vẫn gào rú và rãy, mặc cho bốn thằng to như trâu dữ. Người nhét tỏi vào mồm, người lấy roi dâu quật, nó vẫn cười hé hé mà không hề sợ sệt. Nó nhặt hết nắm tỏi, lúc này nó nói ra những câu đầu tiên: "Tỏi à, cái này không làm gì được tao đâu." Giờ thì ai cũng chắc chắn là ma nhập. Cả bọn tái người nhảy hết vào giữa thằng N không cho nó dãy. Lúc này nó đã bị nhập gần một tiếng. Nó nói, nó phun ra toàn tiếng Mường. Nó nói nhanh và vô cùng khó hiểu, lại là tiếng Mường. Chỉ nghe thấy một câu gì đó mà một cậu người dân tộc bảo là khai khẩu, khai khẩu. N là người Tuyên Quang. Chúng tôi chẳng ai có kinh nghiệm trong việc này, chỉ giữ và nghe nó nói, nó cười những tiếng dân tộc không ai hiểu. Một cậu nhanh trí liền lấy điện thoại gọi về cho gia đình N. Vừa nói thì bố mẹ nó hiểu ngay, bảo lấy 7 chén rượu bắt nó uống và trói chặt chân tay nó lại. Gia đình nó sẽ cúng trên này và cấp tốc xuống đơn vị tôi. Thằng N thì gầy gò ốm yếu, bị ốp đã được 2 tiếng, người nó xanh xao như tàu lá. Lúc này thì các chỉ huy đã chịu tin và lên phòng xem tình hình. Một ông cợt nhả bảo: "Mày dọa tao ít thôi, tao sợ mày quá." Thằng N trợn mắt và cười khinh bỉ: "Tê phải không? Bàn thờ nhà đặt bên trái hả?" Ông kia xanh mặt lùi xuống không nói thêm câu nào.